Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần ấn tượng của hai chàng trai. Mỗi người mỗi nét. Sang và Tuấn ấn tượng lại hoặc kiên định giữ lập trường của mình. Tuấn trước đi. Dạ, chỉ cho bao nhiêu lần thì em cũng không thay đổi quyết định của mình. Và dạ, bạn số 2, bạn Huyền Anh. Wow, bạn Huyền Anh, chúc mừng Huyền Anh. Sang ơi, Sang, suy nghĩ nè, coi coi mình có nên chọn lúc ấn tượng khác không nè. Em có một tí xíu thay đổi. Và thay đổi là cái cảm xúc đó, ấn tượng đó thuộc về bạn. Số mấy bà con ơi, số mấy? Vẫn là số 3, vẫn số 3, vẫn là số 3, vẫn là số 3. Nội ngoại hai bên, dạ bớt rung động lại để người ta rung nha. Và ấn tượng là dạ, số 2. Số 2. Vẫn là Hiền Anh. Một vị trí mà có tới hai sự ấn tượng. Hai bạn đã ấn tượng rồi. Tôi mời hai bạn lên đó quay mặt lại. Chúng tôi sẽ cho tất cả khán giả xem dung nhan thật sự của bạn cô gái. Dạ, xuống đi, quay mặt ở đây. Mời màn hình thật của ba bạn. Đây là gương mặt khả ái của cả ba. Wow, dễ thương quá, yêu quá nha. Số 1 sao nè. Đó là Tiểu Nhi, đó là Tiểu Nhi. Số 3 sao nè. Số 2 sao nè. Hiền Anh. Đây, chưa có ai mà chân thật như đội gia đình tôi. Khách quan lắm luôn. Vô cùng khách quan, có đổi không? Dạ không ạ. Đổi không? Thì càng ít người thích thì em càng có cơ hội nhiều. Nè, gia đình nội ngoại biết hình như không ai còn tin gia đình mình nữa. Đúng rồi. La như cắt họng. Nhưng mà người ta cũng không đổi nha. Gia đình mình bớt lại. Giỡn chơi thôi, đó là rung động của tụi em. Gia đình chị cũng bưng quả đứng kế bên chờ ăn đám cưới thôi. Quyết định không có sự thay đổi. Mời hai em về chỗ, mời tắt màn hình. Bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem nhan sắc thực sự trên sân khấu của hai cô nàng mang tên Tiểu Nhi và Trương Mạn Ngọc như thế nào. Xin mời. Anh ổn? Anh ổn. Chú đứng ngay trái tim làm gì vậy? Tính rước ra, rước dâu. À, mà là dơ hai bàn tay của hai cô dâu đi ngang qua mặt luôn. Dễ thương quá à. Hát hay nè. Chính xác luôn, dạ, dễ thương. Cảm ơn quá. Hai em đã tham dự chương trình. Với chặt tay năm ấy, em sợ hãi. Sợ tiến một bước sẽ thành người dân, lùi một bước lại thành người cũ. Với chàng trai hiện tại, em cũng sợ hãi. Sợ tỏ tình rồi lại mất đi một người bạn. Sợ đưa tay ra chờ đợi rồi tự mình rụt lại. Cùng là nỗi sợ, cùng là sự đắn đo, nâng lên đặt xuống. Và rồi tần số chệch nhịp ngay trước khoảnh khắc hai đứa chạm mặt. Nhân duyên trên cuộc đời này, có những mối quan hệ dù biết đang xấu đi nhưng lại chẳng cách nào cứu vãn nổi. Thế là hết duyên. Nhân duyên trên cuộc đời này chẳng thể gồng mình thừa nhận rằng đó là yêu nếu chỉ một người dấn bước về phía trước. Thế là duyên dừng lại ở tình bạn cùng lời để ngỏ. Vì là để ngỏ nên cái gì cũng lưng chừng, kể cả nỗi buồn lưng chừng ngay lúc này. Và bây giờ xin mời quý vị đến với một phần cũng rất là quan trọng, bí mật của chàng. Và bây giờ thì xin mời kết nối với điện thoại của cả hai. Chắc là ngồi gần bên tôi đi. Hình ảnh đi. Bạn áo đỏ là ai? Dạ bạn áo đỏ là em chị. Em, con mẹ hả hay ai? Bố mẹ em. Mami kìa, papa kìa. Wow. À, cái này là hôm bữa xem kịch hả? Gia đình em đi xem kịch Bông Hồng Cài Áo hả? Thích đi coi kịch. Mình vô danh bạ đi. Ừ, Ngọc Trân nè. Ngọc Trân là ai vậy dạ, em? Ngọc Trần là đó là chị em à. Trời chị. Đây là bố em. Bố Đức nè. Con có dấu hiệu gì lạ không? Danh bạ nào? Có trái tim nào không? Bé ba mê. Đó, Eddie. Lại liền.
Sao căng thẳng ai vậy? Ai vậy? Bạn nói trước đi. Bạn gái cũ. Bạn gái cũ hả? Tên là S đi. Mắc gì bạn gái cũ không xóa đi. Với em thì mỗi người đi qua đời em đều có một ý nghĩa gì đó. Cho nên là xóa trái tim đó ông thần. À thế này tại vì em không dùng nhiều, em không gọi nhiều cho nên không có nhớ để em xóa. Trời ơi phải khéo mấy cái vụ này. Nó edit liền bây giờ đi. Ôi người ta xóa liền trước mặt rồi kìa bé anh ơi. Trời. Anh này anh thật thà. Quay qua thấy mặt đỏ kêu anh gọi điện cái anh gung. Quýu liền. Quýu liền cho nên là bé anh ơi yên tâm. Sang mở cái điện thoại lên coi. Có hình chị nè. Ý chị kìa chị làm gì vậy? Chị gặp em rồi hả? Quay chung ngồi cái bên kìa. Xin lỗi tụi em tại vì quay quá nhiều chị không nhớ nổi. Đa số là hình công việc. Trời ơi đồ ăn quá trời đồ ăn luôn. Trời ơi mực kìa. Đồ ăn này là mỗi lần em về quê là em nấu. Em nấu hả? Nhìn hấp dẫn vậy. Dạ. Em cho chị một món nào em nấu đi. Món này hấp dẫn nè. Mực hấp nước dừa. Hấp nước dừa đấy chứ trời. Để nước miếng à. Chả cá thác lát. Trời ơi. Cái món này là Duyên quê ngoại em gửi lên. Ở Cà Mau gửi lên. Trời. Thôi bây giờ mình qua tới cái đồng hồ báo thức của bạn đi. Nhiều vậy? Vậy nguyên ngày luôn hả? Giờ nào cũng có mặt hết. Dạ tại vì công việc của em nó không giờ giấc nó không có cụ thể. Thứ như là chương trình đi lúc nào em đi lúc đó thôi. Rồi bây giờ mình coi nhạc đi giải trí. Đầy luôn anh thấy. Nhiều chứ trẻ trẻ cũng có nè. Lãng mạn kiểu Hà Anh Tuấn cũng đầy luôn này. Đà Lạt. Anh chàng này anh thích là anh Tuấn. Nhạc anh Tuấn không? Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta đã khám phá ra một số điều thú vị của anh chàng Sang. Bé anh sẽ được khám phá hai cái điện thoại của anh chàng này. Dạ. Và sự quyết định sẽ ngược về cho bé anh. Yeah. À, rồi mời các bạn cho chúng tôi xin vài phút để bạn khám phá hai cái điện thoại này.